thế này đấy. Vả thế này đấy, bà bây ơi giờ à bà. Mình về đến đây đấy nha. Thế bà hôm nay về sớm không? Sắp sớm rồi. Làm cả ngày 8 giờ. Tiêu Khánh nhiều việc quá. Đây, về đến nhà bây giờ có mạng đây. Đây quay được ở đây cơ. Ở đây không có ở đấy mạng hết. Mạng 4G quay hết, không có máy quay được. Về đến nhà mới quay được. Đây các chị em ơi, vừa đi làm then về đến nhà đây. À, tôi làm sao với các sẽ mặc gì vươn lưng người ta đấy cái lắng làm sao với thì bảo bắt nó mặc gì cần đi đây ăn quả đi thì mẹ ăn quả du đái cũng tẹt tẹt văng với nặng cái hơn đấy bồ bồ lăng nái văng năng du đái cũng tẹt tẹt cái lăng đấy hả văng với năng cả hơn mà thà mà lăng chẳng rồi sang 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 chấp này à bà ơi bà hằng à bà hằng chào mẹ mẹ ơi mẹ khăn đi về rồi khăn đi rồi mẹ mẹ đi dù hơn tắc khăn ơ ná dù hơn kinh làng ban ơi băng rau ơi thì dù hơn thải giạc lô thèn khổ bên này cả băng rau ạ băng rau nó bị hệt ma này gà, nước mắt từng hơn này gà. Tôm ma để khai nè. Để khai mới tư hơn ma tắc. Tiếng không? Tí cái phút rồi này. Mê. Như ông bạn ở nhà suốt ngày ngồi sướng hát karaoke sướng còn gì nữa. Em cứ tưởng cái mỡ xong em lau thấy cái mùi rượu. Toàn cái rượu thôi, nó mặn. Thế là mặn không vào. Trong đèn nha. Bây cả nhà ăn cam đang tỉnh, đang say xe đây. Đang say xe đây. Bắp sơn này ngon mà. Nhưng mà đắt. Đắt đắt. Hôm đó em đi, em nguyên mẹ em. Càng tè càng ván ra cái mặt hết nha. Cái quả to cái là 200 nghìn một. Đúng rồi đấy, 230 nghìn đấy. Ngon, cái này nó ăn ngon, nó thơm. Quả to là 25 nghìn. Xong ăn cái tôm của nó vàng khẻ nha. Ok, hôm nào đi Bảo Ngọc nha. Bạn có đi không? Con tưởng là chị Ngọc. Không, Hương Kiều thôi. Chị vàng hơn Ngọc, chị cứ bảo manh hơn Ngọc. Hôm nay bà say lăng của nó bảo có mấy cái ngọc gì á. Bao phai mà. Bao phai bài to á. Kiều ơi, đang ở Lạng Sơn quê của con đây này. Nói dữ lời nha, con nói sai đâu. Bảo mấy cái ngọc chứ bảo gì đâu sai. Nói dữ lời có phải nói cái gì sai đâu. Mẹ ơi, thế bảo mạnh ngân ngọc thì chẳng bảo mạnh ngân ngọc không có sai cái gì đâu. Mẹ nói được mới về không? Mẹ nói được mới về không? Đang ở Lạng Sơn đây, vừa làm ở Cốc Loi về đây này. Ở làm ở Khâu Đắng vừa về đây này, cháu ạ. Cái này phải là nên mở hết bốn cánh xe với cả máy lên. Mở bốn cánh
Nhưng mà không với cái đồ thì vào trong sân quay đầu được chứ đấy. Xe phải vừa nó quay vẫn mấy đồ không ra được. Riêng này hỏi mấy lần cả thế này hỏi mấy lần không được gì trả lời được. Ăn này không nhai nhai nó chua lắm. Nhưng mà cái này không chua đâu. Này có chua đâu mà nó sủng á. Ăn được thì ngon. Cam này ngon mà. Không nhai thì nuốt chửng. Nuốt chửng ăn cái gì? Nhai thì mới thấy cái vị ngọt của nó. Là mà khẩu đắng phai phai. Đúng như thế mà nhiều đất lắm rồi Nam ạ. À. Phải đến 50 xe chứ hết. Phải 6-70 xe. Không pha nữa người em về luôn đi. Hả? Em về luôn. Không uống chè không? Không chè. Không, em đi về luôn mai em đi làm. Bà còn bảo này chứ, phải cho người đi cùng với không là chủ nó khách về xe đêm hôm mà áo đi. Thấy cái xe ô tô nó không ngã nè. Có hôm đưa khách đi còn 2-3 giờ mới về. Bạn nội lo chứ. Nhưng mà sợ cái gì thì làm chứ là. Không lạnh đâu, hôm nay ấm mà. Bạn nội à? Bạn nội ấm. Cho nó đi. Người đi cùng chứ không thể chỗ. Mày ấm rồi không không lạnh đâu. Để mà. Tại suốt thì làm bữa về này. Lao quả lắm rồi cho mày. Ồ rồi rồi. Trong này bà là mình tặng tay nhé. Xem mình mặc. Hay là bà trong tay bông thế nào. Cho kẹo nào chứ. Chứ mẹ gan hùm một lúc. Bây giờ kẻ thích mẹ đứng đứng ra đánh nhau chưa chắc mẹ đã thắng phải không à? Mẹ này. Là tôi lộ vô. Là to lỗ đấy, mướn bà cái lỗ, mà to lỗ mướn bà cái lỗ. Mẹ nào? Mẹ phải tù lỗ. Bà là hay lắm nhưng mà. Ờ, bây mày đứng ở tận xe đấy, mày chết luôn mẹ. Tao rúi mà phát mày. Áo đồ chân cướp nó cần thải anh nè. Cái loại của nó, tác phẩm nó ấy. Cô em về một hai giờ em về quý như đừng mắng tanh. Có vắng chả gì sợ gì mà chẳng qua là cứ bảo là sợ. Ăn cam ngon lắm kia. Lúc kia mình đi vừa mới làm bằng phai phạ về thè nữa là thè. Cái đường kia mình không thấy cái làm phai phạ đấy. Phai phạ khâu đắng vừa về này. Có mà. Giờ mới ăn bán nữa cả sắc tỷ này. Đi đâu sợ gì. Chả có gì sợ. Cái tu lăng của mày. Ồ, trước nhiều việc các em còn chạy từ tầm 3 dưới 4 giờ là giáo. Giúp đai mình chặn xe em hái quá mẹ. Nát là có dưới bán mà người khá tắc đấy mẹ. Cũng cảm ơn chặn xe đó ngả lắm. Chú hái nữa. Cả thế. Hôm nay chẳng làm ở đấy thôi. Một lúc 40 phút để về đến nhà. Xe ô tô chỉ thế thôi. Xe máy thì đấy là xe máy cầm tối này đi lạnh lắm. Lạnh mà đi nó cảm tưởng ấy. Ngọt thế. Mà đắng mau xỉ bật. Chính mà cặn tỉnh này ngô bồ mì tôi không thèm nước nhau thì nó chỉ uống cam thôi. Bà nó tỉnh hết người à. Đắng mau xỉ bật mà này mà chín tỉnh cơn mà. Chứ như mình làm một ngày mệt ý. Các bạn này cả văn này biết mệt dùng cái gì các bạn. Thực ra là ý ô cũng nhận. Nó mệt ý. Xong rồi ăn hay nóng tí. Mệt chứ màu xế ấy. Kiểu là bật cái xế mà bật ít tiểu cong cong nè. Mình bật bật đào cua cua. Như bật bật ngang gắt tay cắt tốt thật nó rất là kiểu lắng hồ. Làm một ngày mệt ý hả 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 bị càng mệt, mệt mất ngủ đi càng xe xe. Vừa ăn no lắm. Này con lo tót suốt mà 11 rưỡi 12 giờ kém mới nghỉ làm cơm ăn cơm xong là 1 rưỡi là tiếp tục rồi. Đây chị nó mới chị mới ăn cả ngày cái này còn không khô từ sáng lo à. Lâu xong nó lại nhem nhuốc luôn. Ăn đang cho biết khó để. Cái tăng lôi là mình phải đấy mà đi cúng cái đấy là nó thế đó. Cái mình pha tăng kéo mà hí cái mình thả vào lòng vô thế là làm mình lọt phẩm mình mất đâu làm nhà ấy thôi nhà khiêm nữa hả
Thế là Hợi là Ừ, chào cháu Thông nha. Vẫn ở nhà, nhà cũ. Cơm nghe chưa bà, cháu bà ơi? Ở kia mà. Bà vừa đi làm ở Phai Phạ về đây. Bà vừa đi làm ở Phai Phạ về đây. À, thế thôi phải không? Thế ở đâu chả được, nói chung là ở đâu cũng được. Nhà trên, nhà trên vẫn có giường, dưới thì có giường, giường ở đâu ở. Ăn bữa thế. Nhà nào trước thì ăn nhà đấy. Người già nó mà nhiều. Yêu cái này sáng có mặt cam, khí có mặt cam. Tỉnh táo rồi, không say xe nữa rồi. Đấy, cũng ngồi chán chán lại làm ba quả. Là kiếm xong ăn này, cái này ăn. Mới bảo là thôi điện cái xem ở về đâu ở bây giờ mới bắt đầu về rồi. Làm buồn cho ăn cơm. Cậu vẫn đố đá quá nhỉ. Ừ, em ngày gần hai bao. Thì em mới gần hai bao là cũng không còn được. Anh trước ngày hơn ba bao tôi cuốn. Kiếm gì lại cái kiếm khẩu. Em từ đi xe ben từ Bản Làn về đến Bái là phải hết đi ba điếu. Vừa đi còn hút. Nhưng mà xe này chịu. Xe này không hút được. Thì là xe đóng kín. Mẹ trước anh đi chèo hồi có mùi người ra sau người ngồi vào có mùi. Trước đi chèo hồi còn mẹ đi mót hồi còn cả ngày của mẹ còn đấy cả ngày còn có hai cái diêm chào đi. Nha hoa này.